thông tin Al sa thải huấn luyện viên Luis Castro vì gây thất vọng cho Ronaldo và đồng đội đã có từ giữa tháng 8, sau thất bại gây sốc ở trận chung kết siêu cúp Ả Rập Xê Út, thua Al Hilal tỷ số 1-4. Trận này, Ronaldo ghi bàn mở tỷ số, nhưng vào hiệp 2, đội nhà bỗng sụp đổ để thua ngược và đánh mất cơ hội vô địch. Ronaldo khi đó đã có nhiều hành động phản ứng gay gắt và chế giễu chính các đồng đội của mình ngay trên sân. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Al đã quy mọi trách nhiệm thuộc về huấn luyện viên Luis Castro và đã có ý định sa thải nhà cầm quân này. Mặc dù vậy, do vẫn chưa tìm được người thay thế phù hợp, Al vẫn để nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này dẫn dắt đội bóng bắt đầu mùa giải sau Pro League năm 2024 đến năm 2025. Tuy nhiên, dù được chính Ronaldo ủng hộ và là người chọn đến dẫn dắt Al huấn luyện viên Luis Castro vẫn không thể đảo ngược tình thế. Al Nasser khởi đầu mùa giải Saudi Pro League năm 2024 đến năm 2025 khá thất vọng, chỉ thắng một và hòa ba trận, trong đó trận gần nhất để hòa trước đối thủ dưới cơ Al Sota của Iraq với tỷ số 1-1 tại AFC Champions League ngày 17 tháng 9. Chuỗi thành tích xa sút này khiến Al Nasser đang xếp thứ bảy tại giải Saudi Pro League và xếp thứ năm tại vòng bảng AFC Champions League, dẫn đến quyết định chính thức sa thải huấn luyện viên Luis Castro. Hiện Al đang đàm phán ở các bước cuối để chuẩn bị bổ nhiệm huấn luyện viên mới là ông Stefano Pioli, người Ý, cựu huấn luyện viên câu lạc bộ AC Milan, một người rất nghiêm khắc và không thỏa hiệp với bất cứ ngôi sao nào. Ronaldo bị fan Messi trêu tức ngay tại phòng thay đồ câu lạc bộ Al Một sự kiện khác khá hy hi hữu, đó là câu lạc bộ Al phải ra thông báo chỉ trích một fan hâm mộ Messi đã cố tình trêu tức Ronaldo ngay tại phòng thay đồ của câu lạc bộ. Đó là một YouTuber rất nổi tiếng ở Ả Rập Xê Út, tên Abu Oma, khi tham gia một tour tham quan câu lạc bộ Al Nassr, đã thực hiện hình ảnh như Messi ăn mừng rất nổi tiếng ở World Cup 2022, lấy hai tay che tay. Hình ảnh này từng được Messi thực hiện trong trận tứ kết World Cup 2022 giữa đội tuyển Argentina gặp Hà Lan, trở nên rất nổi tiếng và trở thành trào lưu cho những người hâm mộ danh thủ này bắt chước theo. Tuy nhiên, hành động của Abu Oma ngay tại nơi của câu lạc bộ Al Nassr đã khiến đội bóng này rất tức giận và phải ra thông báo để bảo vệ hình ảnh của Ronaldo. Anna Sơn luôn chào đón du khách, người hâm mộ và những người ủng hộ. Trong suốt lịch sử lâu dài của mình, cánh cửa của chúng tôi luôn rộng mở với tất cả mọi người. Tuy nhiên, những hành động cá nhân, vô trách nhiệm, gần đây bên trong phòng thay đổi tại sân vận động First Park là không thể chấp nhận được. Một số người không nhận ra tầm quan trọng của đội bóng mà họ đại diện, cũng như di sản của câu lạc bộ họ đã không tôn trọng người hâm mộ của chúng tôi, thông báo của câu lạc bộ An Nasser nhấn mạnh. Đội bóng này cũng chỉ thị cho các phòng ban nội bộ có liên quan giải quyết vấn đề ngay lập tức, đảm bảo các quyền về văn hóa, đạo đức và vật chất của câu lạc bộ được bảo vệ. Sau sự việc có vẻ nghiêm trọng, YouTuber Abu Omar đã phải lên tiếng xin lỗi câu lạc bộ An Nasser trên tài khoản X, Twitter cũ, tôi xin lỗi nếu bức ảnh này khiến các bạn khó chịu. Tôi chỉ muốn đùa thôi, và tôi đã phạm sai lầm huấn luyện viên Luis Castro của Al Nassr bị sa thải sau chuỗi thành tích kém cỏi của đội bóng, bao gồm thất bại ở siêu cúp Ả Rập Xê Út và vị trí thấp ở Saudi Pro League và AFC Champions League. Việc Al Nassr bổ nhiệm huấn luyện viên mới là Stefano Pioli đang được đàm phán ở giai đoạn cuối. Ngoài ra, câu lạc bộ Al Nassr đã lên tiếng chỉ trích YouTuber Abu Omar vì hành động trêu tức Ronaldo bằng cách bắt chước tư thế ăn mừng của Messi ở World Cup 2022 ngay tại phòng thay đồ của câu lạc bộ.